Xin chào các bạn, đây là Limit Vom GV. Hôm nay cho ra ngoài chơi. Nay có hai khách sang nhà chơi. Ba khách còn có cả người xem nữa này. Limit có lịch về Thanh Hóa sống. Ngày mai cho mọi người ngắm Limit ở cái tầm tuổi này 4 tháng. Chó nhà mình nuôi toàn chó còi đấy. Ơi, nhìn cái mặt ở cái góc nhìn này giống y xì như là chị Ishiro, không khác một tí nào. 99%, không khác một tí tẹo tẹo nào nhỉ. Chó cỏ, chó bê tông rồi. Ui giời, anh Nam dắt như thế này rít cổ em. Đổi lấy cái dây kia, dắt nó một tí, nhớ cho sâu quay video phát. Trời ơi, bà đang tha được cái gì đây? Gì đây? Nào, trả anh nào. Nhả ra nào. Ngậm chắc lắm. Răng tầm này là cắn là bắt đầu đau rồi đấy. Rồi ôi. Đây mà. Đây. Nhìn nào. Hơ. Đứng lên nào. Hay. Sổi lại và tha nữa. Úi giời, ăn giấy được. Thôi được, cái giấy vệ sinh đấy ăn chả sao cả. Coi như ăn rau nhưng không có chất. Sợ nhất là bọn này ở cái lứa tuổi này, sợ nhất là chúng nó ăn phải nhựa như các thứ. Là mấy cái đây là chủ của Limit. Mai Limit sẽ về Thanh Hóa. Hơ nô. Dắt cho đi chơi lăng xăng xem có đi không. Limit 4 tháng. Thân hình hơi gầy một tí. Đề nghị tiếp tục bồi dưỡng thêm. Hôm nay so với này hôm trước ra đây quay video thì to hơn hẳn ra. Gấp đôi. Gặm gì đấy hả? Úi trời ơi, vớ được hạt táo. Đấy, dắt nó đi, thử dắt nó đi tự do xem nào. Xem là nó có đi theo không. Đây là Limit, là coi như là lần này là lần thứ 3 được lần thứ 2 được dắt dây đi chơi chứ. Ra đây chơi là lần trước không có dắt dây. Lần ra hồ là lần dắt dây đầu tiên. Đây là bạn chủ của Limit, đàn của Limit. Như thế là Lai thì về Hải Phòng, Limit về Thanh Hóa. Hey. Trời ơi, chó bê tông này, nền này nó sáng quá lên, nhìn Limit tối mọ luôn, chả nhìn thấy sự gì. Không nhìn thấy gì cả. Đấy, ra tí là nghe thấy tươi tỉnh ngay. Thôi lại lên bãi cỏ cái chơi đi để quay video cái để nhìn mặt mũi tí xem nào. Lại con chó Phú Quốc Lai.
Lai Phú Quốc, Phú Quốc nhưng mà lai. Lúc này em vào kinh nhá. Con này nó bị con đực, con chip, con đực thiến kia mẹ nó bắt nạt mà. Bởi vì con này nó còn cho con nó còn hiếu động đó. Cứ ra chơi với con kia ra chơi một tí thì nó ok, nhưng mà cứ đè lên người nó là nó quay lại nó táng. Vẫn là khoái cái này hả? Thế đấy rồi. Vẫn còn nữa. Hả? Trả đây. Hey. Lưu biết ra đây anh xem nào. Đi nào đây. Trời ơi, cái gì kìa, kìa, có cái gì kìa. À, có phân chó, thôi kéo nó quay lại. Nó đang hất đi để nó che đi. Chắc để chơi bài, để cho nó không bị dẫm vào đỡ, nó đỡ bẩn sao. Nó lại hất cái cỏ để nó che đi. Đấy nào. Hê nhô. Gái đâu ra đây xem nào. Limit này, ra đây. Trời ơi. Nhìn cái khấu đuôi của nó như này cơ mà. Đàn này làm sao mà lớn lên không khung gọng, có thể không to được. Kiểu gì khung gọng nó cũng phải to. Limit ra đây anh xem nào. Limit ơi. Đây. Limit. Gọi là phải ra luôn chứ này. Gọi này cứ nằm ra xem nào. Nằm xuống. Bỏ cái dây ra tí nhá, cho nó đỡ vướng. Nào, nằm ra. Xoa vuốt nhau tí nào, nằm ngửa ra xem nào. Nào. Nằm xuống. Nằm ra. Rồi, ngửa bụng ra, anh xoa bụng tí nào. Ngửa ra. Trời ơi. Nằm yên, để cho chiêm ngưỡng cái ngực của Limit một tí. Đây này, em có quả ngực hơi bị khủng luôn. Da rẻ mịn màng, con gái nó phải thế. Em đang rất là bẩn, chục ngày nay rồi em không được tắm. À, phải hơn rồi, 20 ngày rồi. Người dài như là giống bố. Limit là có bộ khung rất là khỏe. Chân cẳng khỏe, màu mảng cháy, rực lửa. Mũi này, bẩn rồi nè. Yên để lau nè. Mũi bẩn rồi đấy. Đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống xem nào. Chân không có tí gì gọi là da mịn 100%, không có đốm đồi mồi, không có tàn nhang nha. Rồi có nên xem nào. Da cổ chuẩn chỉ, không thừa tí nào. Thế thì tí phải về phải tắm cho Limit phát cho nó sạch sẽ chứ không phải lạnh. Đây, chủ ra đón. Trời. Không chuồn.
Nào. Hóng gì đấy? Hóng gì ở đấy? Nào, không xuống đâu. Ở đây thôi. Nào. À, bụng hóp rồi. Ở cái tầm tuổi này mà mọi người chăm chó tốt thì không nên để như là nhà mình để cái bụng nó hóp như thế này. Nhà mình là chăm chó bị còi. Tuổi này là phải cho ăn 3 bữa một ngày. Đây thì cho ăn được có 2 bữa một ngày thôi. Nào, lại phá gì đấy? Gì đấy? Không ở trên đấy thôi, không xuống đâu. Xuống đây làm gì? Phi rầm rầm. Nào, lên đây nào. Lên đây. Lên trên này. Lên đây. Nào. Thế nói cái là phải làm ngay. Yên nào. Yên anh xem nào. Ngắm tí nào. Xô, xô. Phản, xô. Có gì hot rồi đấy. Đi. Đi. Tí nữa thì đỏ. Không, không xuống. Đi ở trên đấy thôi. Đi trên nền cỏ thôi. Hô nhô. Trời, chúc Libit về nhà mới khỏe mạnh nhá nào, nhìn vào đây nào. Ok, chào mọi người nhé. Cái video này để kỷ niệm coi như ngày hôm nay Libit ngày mai về sống ở Thanh Hóa. Nào. Nghiêm túc nào. Trời, gặm tay. Tôi lại gặm dây ấy, bụp cho phát giờ này. Nào. Nào. Bụp đấy. Không phải chuyện đùa đâu. Nào, gặm vào tay anh đau này. A. À. A. À. Biết đường nhả ra thế tốt, kêu đau rồi phải biết nhá. Như biết này. Hey. Thôi, quan tâm gì đến cái dây.